Chào anh Việt. Đã Việt lên ngồi nãy giờ, cho Là anh Việt nói chút anh ơi, xíu việc cho nãy bạn giờ Việt. hả? Không biết, tại nãy giờ đang chạy xe không để ý. Hello anh bạn đã quen anh Việt Price. Xin Không biết lỗi hai anh hai Việt. không sao đâu anh. Hai anh em không biết có nghe mình nói rõ không vậy hai anh em? Nghe nghe anh rõ rồi. Ok, cảm ơn hai anh em nha. Trở về cái vấn đề Ngô Kỵ thì nếu mà nói về cái lịch sử của ổng thì nhiều khi mình cũng thấy là nó cũng có cái hoàn cảnh này, mình cũng thấy thương tiếc. Lý do tại sao là hoàn cảnh, tại vì nhiều khi họ lợi dụng về cái thời thế mà để họ kiếm về cái mạng sống trong một xã hội ở bên Mỹ. Chứ nếu mà cái thời hồi xưa đó mà họ mà phải nói là để mà đi làm á, thì nó cũng hơi khó khăn về cái vấn đề mà cạnh tranh hay là đi học hay này đó. Tại cái tuổi của ổng nó cũng lỡ thời về cái thời đó rồi, cái tuổi ổng đã lớn mà khi mà bước vào đại học hay là bước vào cái môi trường mà giáo học mà để này nọ, mà nếu mà giờ mà ổng mà liên kết vào những người mà đi làm cỏ hay là đi làm xây dựng nhà cửa hay là thợ hồ đó, cái thời hồi xưa đó thì nó cũng hơi khó khăn. Mấy con cái nữa là cái lỗi lầm của ổng là tại vì ổng đam mê về cái sự chính trị, chính vì cái đó thì lôi kéo ổng đi vào một con đường là chống cộng. Ngày Thì càng lún sâu đúng không? Ngày càng lún sâu đúng không? đúng rồi, thì chống cộng thì dĩ nhiên ổng biết, ông Ngô Kỷ này ổng thôn ổng biết là không bao giờ thành công, nhưng mà ổng lợi dụng cái này để ổng ăn tiền những cái tụi mà Mỹ đó, để ông ăn tiền cái tụi Mỹ và một số những người hội đoàn, cho là hội đoàn Việt Nam hay là những người mà ủng hộ về vấn đề giống như lâu lâu là Tết hay là cộng đồng này cộng đồng nọ vậy đó. Thì bây giờ thì nếu mà nói về trước hết á, mà bây giờ mà nói về mà quay quay đầu là bờ đó, thì trước hết á thì ổng phải khai tướng. Khai tướng ở đây là vậy nè, là tại bây giờ là người ta thường thường nói là tâm sinh tướng. Thì bây giờ anh nhìn cái cặp cặp lông mày của ổng đó, đàn ông á mà lông mày mà tự nhiên mà đi sơn á thì nó không ra cái quái gì rồi. Đi sơn. Sơn là sao? Sơn là sao ai vậy? Ổng kẻ cái cặp lông mày của ổng á, Ổng xăm à? Ổng xăm hả anh? anh ổng xăm á À xăm hả? đó. Thì bây giờ đó Phá cái tướng đó đúng không? Cái đó gọi là phá tướng rồi đúng không? thì đúng, nhưng mà đàn ông á, nếu mà phụ nữ thì mình không có nói nha, nhưng mà đàn ông làm vậy đó người ta họ cảm giác giống như là nó có một cái gì đó nó không có phải là một người đàn ông họ tin tưởng thật. Đúng đúng, cảm ơn anh. Thì cho nên thì nếu mà bây giờ ông muốn quay đầu về bờ trước hết á thì ông phải thay đổi về cái tướng của ông đã, tướng mạo của ông, cái nghĩa là gì, ông sẽ xóa đi cái sâm cái lông mày của ông để tự nhiên. Rồi nếu mà ông có cơ hội mà quay đầu về bờ về Việt Nam á, thì khi mà ông về Việt Nam á, sự thật người dân Việt Nam một số người biết, một số người không vô tư không biết, và một số người cũng không có chăm chú về cái vấn đề này À, không thì quan tâm. không quan tâm. Thì bây giờ nếu mà ông muốn về Việt Nam trước hết á, thì ông có một cái số vốn trước đã, số vốn À. phòng ngừa ở cho ở ví dụ cho ở một một năm đi, thì ở một năm từ trước cái nghề đầu tiên ông làm á, là khi mà hồi xưa á, thì ông đã gây ra những cái chuyện mà xấu xa về cái cá nhân của ông rồi. Thì bây giờ á, thì nếu mà cái nghề đầu tiên mà ông muốn làm á, là đi tự nguyện nha, mình nói nha, tự nguyện đạp xe đạp đi lượm rác để làm đi cái tượng mà để cho những người dân và một số những người giống như già cả hay là một số người kiểu như là ở Việt Nam thường thường họ rảnh đó, họ đi lượm rác hay là họ lượm ve chai hay là nọ rồi đó, thì cái đầu tiên đó, ông phải hành động đó, Ý là để thể hiện gì? thể Ý hiện ý, đó. ý là bạn là đó là ông phải thể hiện đúng không? Đúng, thể hiện đó là phải đi lượm rác. Nhưng mà mình có một người bà con thì rảnh không có làm cái gì, cái là mỗi ngày cái sáng đó, mỗi ngày á, chở cái xe mà ba gác á đó, xong rồi á, là đi lượm rác. Anh Mình về Thơ Quang với anh hai Việt nói chuyện vui vẻ nha. Việt ra xuống có công việc tí xíu. ok chào anh Ok Việt ok. Trai. Dạ. Việt ra thì chào diễn đàn. thì cái hành động đầu tiên á, là ổng phải đi lượm rác để gây một cái gì đó giống như cái thành tích hay là cái gì đó giống như một Cái thiện cảm không? cái Cái ánh nhìn thiện cảm đúng không? thiện cảm và coi như là giống như một cái gì đó là cũng như thay đổi gì cái chuyển hướng gì chuyển mình gọi là chuyển nghiệp đó, chuyển nghiệp á.
Thì xong rồi á thì ổng làm thời gian á, thì bắt đầu á thì ổng có thể là quen những người bạn bè, rồi bạn bè có thể giới thiệu giống như câu lạc bộ phụ nữ hay là câu lạc bộ gì đó hay gì đó, thì vào tiếp xúc và xã giao, rồi chia sẻ, những cái khía cạnh mà tích cực chứ không phải là tiêu cực, chia sẻ những cái vấn đề tích cực cho thế hệ trẻ trong nước hay là gì đó. Thì lần lần á thì người ta có đặt vô cái lòng tin xong rồi á thì bắt đầu á thì chính phủ hay những người xã hay gì đó họ cũng, nếu mà ổng bị khó khăn gì đó thì họ chính phủ và nhà nước cũng lo một cái phần nào đó, cũng giống như là Đúng mà cũng giúp tiền, đỡ chứ. đúng đúng giống như tiền, giống như là tiền mà giống như thường thường những người mà tàn tật hay là Tiền những người già, giả, tiền già đồ vậy. tiền giả, tiền Đúng giả Việt Nam đúng có mà. đúng Việt đúng Nam có. đúng thì Việt Nam thì chính phủ sẽ hỗ trợ một phần nào đó. Dĩ nhiên cái tiền mà hỗ trợ ổng là cái chuyện đó bình thường đối với nhà nước, nhưng mà Đúng rồi. cái quan trọng á là ổng phải gây là một cái ấn tượng và ổng phải cố gắng ổng làm cái Thực gì hành đó tâm đúng không? Cái thực đúng hành tâm đúng. đúng thì lần lần nếu mà ổng nổi tiếng rồi đó thì lần lần người ta sẽ, những người mà YouTuber đó họ tới họ quay họ nói à Họ liên kết. đúng đúng họ liên kết, họ nói là à cái chú này hồi xưa là bên này vậy nè, cũng khác tiếng này nọ nè, nhưng mà bây giờ đó là khúc gỗ đã lên bờ rồi, thuyền quay đầu là bờ rồi, thì cho nên nó bây giờ đó thì cái này cũng là một cái gương mẫu cho những người mà thế hệ mà mơ mộng cái này nọ đó, thì ông cũng chia sẻ về cái tích cực hay là này nọ rồi, hay là cái tiêu cực ở bên Mỹ hay này nọ rồi vậy đó. Thì sẵn đó đấy thì dĩ nhiên cái tinh thần của ông đó sẽ lần lần thì phong lên đó thì dĩ nhiên thì ông có thể có nhiều cơ hội đó, có thể là họ một số người đó họ muốn nổi tiếng giống như họ làm ăn gì giống như ví dụ mở cái nhà hàng nhà nhỏ ấy thì ông cũng tới tham gia, rồi thì người ta họ thấy vậy đó họ cũng tới ủng hộ này nọ đó, thì lần lần đó thì nó tan lã lần lần đó thì ông sẽ có cơ hội đó, thì mở một cái gì đó cũng như anh nói nè, thì nếu mà ông có cơ hội hay là Trung nói đó, hay là làm một cái YouTuber gì đó hay là gì đó thì cũng là một cái tuy là nó chậm, tuy là nó muộn nhưng mà còn đỡ hơn là không. Thì ổng càng ngày càng lớn tuổi thì ổng làm cái hành động đó thì dĩ nhiên thì cuộc sống của ổng thì dĩ nhiên càng ngày càng cũng như hòa nhập vào cũng giống là nhân dân Việt Nam bình thường thôi, cũng giống như người dân thường bình thường thôi, và chỉ là hơi khó khăn là ăn thua là theo cái cuộc đời của ổng, cái nghiệp nó đưa đãi ổng là có thể là khá giả hơn, hay là chỉ là sống cho qua ngày, hay là Sống cho qua cái ngày, gì chờ ngày qua đời chờ rồi ngày gì qua đó. đời Đúng 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 không? thì nói chung thì theo theo mình nghĩ thì nếu mà ổng quyết định vậy thì cơ hội của ổng lúc nào vẫn còn, tại người ta nói mà khi mà anh không có nghĩ cái cơ hội, nhưng mà khi mà anh nghĩ anh có cơ hội đó thì cái bàn tay của anh và hai cái đôi chân của anh á, và cái bộ não của anh hay là cái thân thể của anh á, mà anh có cái gì mà thiện cảm á, thì bảo đảm á, là cuộc đời của anh nó thay đổi à. Cho nên á, thì mình nghĩ á, thì nếu mà Ngô Kỷ á, mà trả lời cái câu hỏi của anh mà nếu mà về Việt Nam á, thì mình nghĩ chắc là nhân dân Việt Nam cũng coi ổng là giống như một người người con xa xứ để quay đầu là bờ, và Đúng rồi. coi như là một người anh em trong nhà, Đúng gắn rồi. bó với nhau và có thể học hỏi những cái gì đó, rồi cũng là một cái bài học và một cái tấm gương. Thì nói chung thì nếu mà ông quyết định thì mình tin tưởng là ông sẽ tồn tại ở Việt Nam, và nếu mà ông chấp nhận mà muốn chết sau này mà chết ở Việt Nam thì cái đó cũng là một cái tốt thôi, là tại vì khi mà anh Đúng biết rồi là cái anh. giống như bây giờ giống như anh biết là giống như ở quê ở làng ở xã hay là gì đó, khi mà ai mà họ về họ có họ cho là vô hộ nghèo á, thì Họ nghèo. hộ nghèo á thì những người xã này nọ hay là dân đó họ gom tiền lại, giống như lỡ mà cái Gom người đi. đó Quyên lỡ góp á. được quyên góp á, giống như lỡ người đó mà mất á thì không có quan tài hay không có chỗ đất chỗ chôn á, thì xã và chính quyền rồi những người dân họ cũng lo cái phần đó rất là dễ thôi anh, nó không có gì xấu nữa, tại người ta nói là ông bà của tổ tiên mình hay là dòng họ của mình hay là dân tộc của mình nói là nghĩa tỷ là nghĩa tử là nghĩa tặng, thì cho Nghĩa tử nên là nghĩa tặc. đúng rồi, thì cho nên thì
thì cái vấn đề mà về mà cái tinh thần về về ơn nghĩa hả, là cái vấn đề về về cái nghĩa tử nghĩa tặng đó, thì dĩ nhiên là Việt Nam của mình là lúc nào cũng đặt trên hàng đầu, cho nên thì mình nghĩ thì ông Ngô Kỷ nếu mà Việt Nam á thì cuộc đời của ổng khá hơn nhiều, mình bảo đảm với anh. Chứ còn mà bây giờ mà ổng mà cứ là bu theo những cái bên này đó, sự thật đó, thì sau này á nó thiệt, ổng thì bây giờ cũng còn mở miệng ra nói hay là còn đi đứng này nọ, khi nào mà ổng vô nhà thương ổng nằm rồi đó, mình bảo đảm với anh đó là những cái thành phần chống cộng này nó sẽ đem cái chuyện xấu của ổng ra và nó sẽ chỉ trích, và không những vậy á nó còn ghép tội cho ổng nữa là à, thấy chưa, hồi xưa mày không nghe lời tao, bây giờ mày mày nằm vậy là tao cũng thương tiếc gì đâu đó. Những cái thành phần mà chống cộng đó, nó cũng ác ý đó mình đó, thì không biết anh nghĩ sao về cái vấn đề, mình có ý kiến với anh này nọ lên bạn không anh? Thế này em Việt, tức là theo bạn á, tức là cái phương án đó là khả thi, tức là phương án mà ông Ngô Kỵ về về quyết định về Việt Nam định cư luôn và sẽ là gửi gắm cho tàn ở Việt Nam á, là khả thi, mà quan trọng là cái sự có thành tâm hay không và cái phương pháp làm á có đúng hay không, thì bạn tin rằng là ông Ngô Kỵ sẽ sống tốt tại Việt Nam đúng không? Đấy là Đúng. cái nhất đúng không? Đúng. Ừ. Còn về cái phương án của bạn nói mình rất đồng tình, hợp lý á, hợp lý, nhưng mà mình nói như thế này nè, rõ ràng á là phải cái gì nó cũng vậy, nó phải xuất phát từ cái tâm trước cái đã, cái sự thành tâm thì nó cái đó cái đầu tiên để người dân họ nhìn nhận được, để họ nói chào đón thì nó hơi quá, nhưng mà ít ra thì họ cũng sẽ có cái ánh nhìn gì đó nó thiện cảm hơn đúng không? Và quan thứ hai là cái phương án mà đưa cũng hay, tức là bước tiên thì cứ về cứ thể hiện đi, rồi biết đâu đó thì nếu mà có ý định mà phát triển kênh YouTube thì cũng tốt, theo mình nghĩ là được, theo mình nghĩ là được, nó phối hợp thêm câu chuyện là chịu khó làm cái gì đó buôn bán như mình nói đó, mình với chung đưa ra cái phương án đó là rất là khả thi, rất là khả thi. Ví dụ là xe nước mía thì ông ta cho rằng là nó hơi thấp kém đi, nhưng mà chắc chắn cái gọi là cái xe cà phê pha máy là vô tư, mình dám khẳng định điều đó, cà phê pha máy là vô tư, và với khả năng ít nhiều gì á, cái sự ảnh hưởng của ông ta trên không gian mạng là có chứ phải là không, mặc dù nó không lớn lắm, nó không lớn lắm, thì đâu đó thì cũng là một cái nơi để những người gọi là Việt Nam mình, mà người dân Việt Nam mình cái nhiều khi tò mò, thì chắc chắn cái bước đầu là buôn bán kinh doanh nó sẽ thuận lợi, quan trọng là ông ta có biết giữ và có biết phát triển thêm hay không thôi, chứ còn chắc chắn là nếu mình nghĩ á, là ông ta làm thì cái bước đầu của ông ta sẽ có khởi đầu rất là tốt, khởi đầu rất là tốt á, ý mình là như vậy, và mình rất đồng tình với quan điểm của bạn. Rồi nhân tiện thì bạn nói về tâm sinh tướng về cái cá nhân ông ta đó, thì cái chuyện mà phá sâm thì phá hình sâm thì nó hơi khó, theo mình nghĩ nó hơi khó, nhưng mà thí dụ như nếu mà cạo luôn lông mày luôn thì sao ai vậy, theo bạn giờ cạo Tại vì anh biết không, tại được không? vì anh biết mà khi mà thường thường người ta họ anh giống như anh là người khách mà anh đi tới cái chủ quán đó, mà anh nhiều khi anh thấy cái ấn tượng của chủ quán hay là cái người mà Đúng rồi, đúng phục rồi, vụ gì đó cái hình ảnh bên ngoài á, đúng rồi cái hình ảnh đúng rồi bên ngoài đúng quan rồi trọng lắm. đúng rồi nó không có một cái thu hút về tâm hồn mà anh tự tin hay là anh ủng hộ gì đó, rồi nhiều khi anh cũng có một cái khả nghi gì gì đó đó. Cho nên thì chính vì cái điểm đó thì mình mới nói là trước hết là ổng muốn cái bước đầu khởi đầu là ổng phải thay đổi về cái tướng mạo của ổng đó, Đúng thì rồi. cho nên thì cái tướng mạo của ổng làm sao để có một cái thu hút dù có 20% hay là 30% đi nữa đấy thì cũng tốt, còn đỡ hơn là người ta là không có cho 1% nào đó. Thì cho nên cái nhìn cái tướng mạo của ổng thì năm nay là ổng cũng là 70 mấy rồi, hay là 60 mấy, hay là gần lại 70 rồi, cho nên cái vấn đề mà cái lông mày của ổng tại vì nó cũng hơi kỳ, mình là đàn ông mình nhìn thấy thấy vậy nó cũng hơi kỳ, cho nên thì ổng chỉ cần xóa thôi, đi đi giờ giống như hồi xưa ổng xăm thì bây giờ xóa xóa cái tải cái xăm đó rồi để nó mọc tự nhiên vậy thôi, rồi thay đổi về cái khuôn mặt về cái tướng mạo này nọ. Thì về Việt Nam thì mình đã nói là về Việt Nam đầu tiên là đi lượm rác hay lượm cái gì đó, hay là đi là làm từ thiện, hay là đi vô với cái câu lạc bộ nào đó để đóng góp một phần nào đó,
rồi nếu mà ổng có cơ hội nữa thì cũng giống anh nói nè, giống như cái mở cái xe đãi mà bán mía, bán nước mía đi, cái nước bán nước mía nó cũng là một cái thu hút cũng rất là hay đó. Chỉ có là ổng phải liên kết với những người bán Quyết tâm đúng mía không? quyết tâm, rồi ổng đề là giống như ví dụ vậy đây, giống như một tuần ổng làm một tuần ổng làm 6 ngày, ổng nói là tôi chỉ làm một một tuần 6 ngày, vậy còn 1 ngày là tôi đi lượm rác hay là đi đi lượm Coi như đi làm làm từ công ích thiện, đúng không? đúng làm công ích đó, Coi như làm công ích đó đúng đúng không? đúng rồi làm công ích đó, thì đó thì cũng là gây ấn tượng, thì người ta thấy vậy thì người ta ủng hộ thôi. Tại thường thường mà ai mà bỏ cái công ra mà làm công ích cho xã hội hay là cho cái gì đó cho có lợi cho đất nước á, thì dĩ nhiên người ta thấy thì Ok. cũng là người ta ủng hộ này nọ. Thì cho nên cái bắt đầu khởi đầu á, thì ổng phải thứ nhất là ổng phải lượm rác, cái đó Quyết mình tâm quyết đúng tâm không? lượm rác, dù người ta nói nghiêng Ok. nói nghiêng nói xả nói nghiêng nói ngả như thế nào, nhưng mà nếu mà mình đi lượm rác á, thì mình cũng bảo vệ thứ nhất cái môi trường, cái thứ hai nữa đó là mình làm vậy á, để cho những người á, họ biết được á. À thì cái đó cũng là một cái công việc á, mà tích cực cho cái người mà quay đầu là Cho xã hội đúng không? cho xã Ừ, cho hội xã rồi hội. vậy đó. Đó. Ok, vậy mình xin lỗi bạn chút xíu. Tùng Lê ơi, như, theo theo Tùng Lê á, như thế nào thì được bị xem là tự sướng. Với lại thế này Tùng Lê, ở trong đây thì ai ai là đồng chí của Tùng Lê? Đúng không? Và cái thứ ba nữa là cái gì? Qua nhà Tùng Lê tham khảo triết học hả? Ghê vậy. Rồi ok, rồi mình sẽ qua nhà Tùng Lê tham khảo triết học, nhưng mà trước khi qua đó thì Tùng Lê có thể giới thiệu cho mình biết Tùng Lê từng đảm đương hay là từng ngồi ở cái vị trí nào để Tùng Lê phát biểu một cái triết học Mác Lê đó, cho nó một cách gọi là tâm phục khẩu phục, hoặc là để thể hiện, nói thật nói đúng luôn là thể hiện là cái trình độ của Tùng Lê nó nằm ở cái tầm đó đúng không? Đó, tức là nó chính xác ra Tùng Lê phải cho mọi người biết là Tùng Lê đang 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 làm cái công tác gì ở đâu, có xứng tầm cái đó không thì mọi người mới qua học chứ đúng không? Thì Tùng Lê có thể giải thích được không? Còn còn cái một cái nữa thì Tùng Lê đã vào tới đây rồi thì tại sao không lên giao lưu luôn mà phải đi qua nhà Tùng Lê làm gì cho bất công không? Rõ ràng chưa? Anh bạn Thơ Quang ơi, Xin mời, xin chào em Việt. mình hồi nãy giờ mình cố gắng bỏ thời gian để chia sẻ với anh em ấy. Tới giờ mình cũng Ok. vô lại, xin lỗi anh bạn Thơ Quang nha. Chào anh em, chào Ok. mọi người nha. Cảm ơn anh bạn Thơ Quang nha. Ok, cảm ơn em Việt. Xin chào em Việt. Chào anh.